Ê bà Trang, sắp tới sinh nhật bạn gái tôi giờ mua gì vậy? Con gái giờ chỉ mua son thôi. Ê, nó nghe nè, biết chỗ này bán son ok lắm á. Đi đi, mua cho. Ở đây có PA nè, chạy này hot lắm luôn á. Ê cái này hay nè. Cái dòng này là cái dòng hot nhất của thương hiệu này luôn á. Nó vừa hot mà lại vừa rẻ nữa. Đấy, có cho coi. Đây là màu số 12, 15 và 14. Trong ba màu này thì màu nào cũng rất là dễ dùng. Không biết là ông thấy màu nào? Thấy màu 12 được đó. Ok, ở nhà tôi cũng có màu này nè. Lấy màu này nha. Ở đây còn một dòng son thỏ nữa nè. Ok lắm á. Ê, uống thử không? Thôi. Ê bà Trang, sao tôi thấy màu nào cũng như nhau mà mua chi cho nhiều vậy? Đối với con gái không bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ. Ê Trang, tặng bà nè.